Chào các bạn. Hôm nay Phố Công Nghệ xin mở hộp sản phẩm để giới thiệu cho các bạn một mẫu khóa cửa vân tay thông minh của hãng Solity. Hãng Solity Hàn Quốc. Đây là hãng thương hiệu khóa thông minh nhà sản xuất đứng đầu Hàn Quốc hiện nay. Thương hiệu khóa Solity này thì là gần như là một cái nhà sản xuất gốc để mà OEM cho một số thương hiệu nổi tiếng như là Epic hoặc là Samsung. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu mẫu GSP gạch ngang 2000BK. Nhưng mà mẫu này thì nó sẽ có màu, nó gọi là màu bạc. Còn cái mẫu mà hôm trước mình giới thiệu ấy, thì là nó là mẫu màu đồng. Đấy. Về tổng quan của cái hộp sản phẩm khóa thông minh Solity này thì mình sẽ nói qua là cái chiều ngang của hộp này. Nó khoảng tầm 33 cm đây. Đấy, 33 cm. Chiều dài đi, chiều dài của cái khóa này là 43 cm. Đấy, 43 cm. Khóa có xuất xứ hoàn toàn từ Hàn Quốc. Khóa có xuất xứ hoàn toàn từ Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Đấy. Màu bạc, Dark Silver màu bạc. Trọng lượng khóa này nó rơi khoảng tầm 5-6 kg. Đấy. Thì cái mẫu khóa 2000BK này là hiện là một trong những mẫu khóa mà bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Nó có chức năng mở cửa bằng vân tay, thẻ từ mã số và chìa cơ. Toàn bộ các linh kiện rồi là các thiết bị đều nguyên chiếc từ Hàn Quốc hết. Tiếp theo đây mình sẽ mở hộp của sản phẩm ra. Khi mở hộp của sản phẩm thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái bộ sách hướng dẫn kèm theo những cái tờ về hướng dẫn cài đặt toàn bộ bằng tiếng Anh hết nhé, nhập khẩu từ Hàn Quốc nên là họ có một cái tiêu chuẩn bán quốc tế là tiếng Anh. Đấy. Tiếng Anh. Còn đây là cái tờ mà hướng dẫn cách lắp đặt đây. Hướng dẫn cách lắp đặt. Hướng dẫn cách lắp đặt cho các bạn. Rồi còn đây là cái đây là cái tờ mà các bạn nó giống như kiểu một cái chi tiết khuôn mẫu á, để các bạn ốp vào cửa, các bạn vẽ theo cái sơ đồ này và các bạn khoan đục theo cái bản vẽ này nhé. Đấy. Cái khu vực cái bản vẽ này là dành cho cái lỗ để đứng hứng chốt để lắp ở trên khung này. Còn cái này là lắp một cái thân khóa ở trên cánh này. Đấy, cái này là lắp bộ phận mặt trước mặt sau của khóa này. Đấy. Đây là có tờ hướng dẫn đầy đủ chi tiết hết cho các bạn. Các bạn chỉ việc mua sản phẩm về khoan đục theo cái chi tiết này là các bạn tự lắp đặt. Ok. Và đây là cái thân khóa. Thân khóa này được thiết kế hoàn toàn tự động với dây kết nối đây, kết nối đi từ trong khóa đi ra, kết nối hoàn toàn tự động với cái con cảm biến là để đóng mở khóa. Khi mà cửa đóng vào, cảm biến cũng đóng vào bên trong này, thì hai chốt này nó sẽ mở ra, nó sẽ nhả ra và đóng chốt lại, khóa cửa lại. Đấy. Khi các bạn mở khóa thì hai con chốt này nó sẽ thụt lại để mở cửa. Cựa tam giác này. Mẫu khóa của Solity hoàn toàn tự động. Về cái việc mà lắp đặt cái thân khóa này, mình xin nói qua là thân khóa này là sẽ có kích thước 10.5 phân. Sẽ có kích thước 10.5 phân. Kích thước 10.5 phân chiều ngang. Chiều dài của cái này là 24 phân. Chiều dài của cái thân khóa tre là 24 phân. Nhưng mà khi đục ấy, thì các bạn chỉ cần đục theo cái khung này thôi.
tức là nó rơi khoảng tầm 10, các bạn đục tầm 17 phân là được, 17 phân là thoải mái. Đấy. Thì với cái kích thước của cái thân khóa này thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái mẫu cửa mà có cái đố, đố là chiều dày tối thiểu là 13 cm. Đấy, còn những cái cửa mà nó không có đố mà theo kiểu dạng cửa gỗ công nghiệp ấy thì các bạn không cần phải quá lo lắng về cái đó. Và chiều, đây là chiều dày của đố, còn đây là chiều dày của cửa. Với cái thân khóa mà có chiều dày là 2,5 cm này, 2,5 cm, thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái cửa khoảng tầm 3,8 cm, 4 cm trở lên. Đấy, trở lên đến 6 cm, đây là độ dày của cửa nhé. Thì các bạn lắp cái khóa này là hoàn toàn hợp lý và chắc chắn được 100%. Tiếp theo là đây là sẽ đi kèm hai cái khóa khóa cơ. Khóa cơ này được thiết kế rất là đặc biệt, là có bốn cạnh bằng nhau giống như hình trụ đây. Đấy, bốn cạnh bằng nhau. Với thiết kế đặc biệt và nhỏ như thế này thì là khóa có độ bảo mật an toàn cao hơn, tránh trộm đột nhập so với những cái mẫu khóa thông thường. Đấy. Thiết kế rất nhỏ gọn. Có hai chìa đi kèm theo khóa thì các bạn sử dụng. Ở cái hộp này là sẽ là cái bộ bát chốt để hứng những cái chốt của thân khóa. Cái bộ này thì nó sẽ lắp ở khung cửa, bao gồm một cái miếng nhựa để các bạn khoan cửa, khoan lỗ ở trên cửa, và các bạn dùng cái miếng nhựa che đi. Tiếp tục là dùng cái miếng inox này để che cái lỗ nhựa, làm sao mà khi các bạn lắp đặt lên thì cái khung nó sẽ ở trên cửa, khung nó sẽ hiển thị những cái này rất là đẹp. Đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở, đây là khóa, mặt trước của khóa nhé. Mình sẽ mở mặt trước của khóa ra trước này. Mặt trước của khóa đây, với thiết kế kéo đẩy nhé, cái cuôn kéo đẩy. Đấy. Các bạn đẩy cửa vào nha. Với cảm biến vân tay bán dẫn siêu nhạy. Chỗ này là khu vực đầu đọc thẻ từ. Đấy, để các bạn, nếu mà các bạn không dùng vân tay thì các bạn dùng thẻ từ. Đấy, khu vực này sẽ là cái bàn mặt điều khiển, bàn phím để các bạn thiết lập cũng như là nhập mật khẩu để mở cửa cho khóa. Đấy. Cái chỗ bóng phần đen này nó không phải là phần kính cường lực mà nó là phần nhựa bóng nhé, nhựa bóng. Đấy, toàn bộ khu vực này cũng là nhựa sơn, nhựa cao cấp sơn. Đấy, nhựa cao cấp sơn. Ở model trước thì khóa, cái mẫu khóa mà Solity GSP 2000BK này, nó sẽ có hai màu để các bạn lựa chọn. Một là cái màu này gọi là màu ánh bạc. Hai là màu đồng. Đấy, như cái video trước của mình đã giới thiệu thì nó sẽ là màu đồng. Còn cái video này nó là màu bạc. Đấy. Video này màu bạc. Đằng sau cái mặt điều khiển phía trước thì sẽ là cái dây để kết nối ra cái bảng điều khiển phía sau. Cái lối điện ra bảng điều khiển phía sau. Còn đây sẽ là cái khu vực bắt vít. Các bạn khoan lỗ cửa theo những cái vị trí này để vào vắt vít này. Kích thước của khóa thì là chiều dài này là 38 phân, chiều rộng là 9 phân. Đấy là kích thước thực tế của khóa để cho các bạn xem, các bạn hình dung ra. Rồi tiếp theo sau đây là mặt sau của khóa. Mặt sau của khóa này, mặt sau của khóa. Đấy.
Giờ mình cho các bạn xem mặt sau của khóa thì bao gồm là thứ nhất là cái phần tay kéo này, tay kéo pull. Kéo. Các bạn ở trong nhà các bạn kéo cửa ra. Lúc nãy đẩy vào, thì bây giờ mình kéo ra. Đấy. Đây là cái nút nhấn mở cửa nhanh. Close này. Nhấn mở cửa nhanh nhé. Còn đây là khu vực lắp đậy pin. Lắp đậy pin này thì có thiết kế dạng ấn nhả. Nó không phải loại lẫy kéo bình thường như kia mà loại ấn nhả này thì khi các bạn ấn thì các bạn chỉ việc nhấc lên thôi. Đấy, để tránh những trường hợp mà với những cái loại lẫy như kia ấy, thì khi các bạn mà cậy cái lắp pin ra thì nó hay bị gãy cái lẫy. Mà hay bị gãy cái lẫy đấy thì nó sẽ không sử dụng như bình thường được nữa. Đấy. Và lắp đậy pin này thì khóa sử dụng 8 pin alkaline, pin A, pin tiêu chuẩn A, alkaline để hoạt động. Đấy. Bình thường nếu mà các bạn tiết kiệm thì các bạn dùng 4 pin vẫn chạy được, nhưng mà nó sẽ thời gian sử dụng nó sẽ ngắn hơn. Đấy. Và khu vực này sẽ là cái module Bluetooth. Đấy, module Bluetooth đây. Module Bluetooth để kết nối Bluetooth đến điện thoại. Khu vực đây là nút chỗ R đây. Nó sẽ là nút reset, reset khóa. Reset khóa nhé. Đấy. Ngoài ra ở phía bên dưới của khóa này nó có một cái công tắc gạt này là sẽ có tác dụng như gọi là khóa trẻ em, tức là nếu mà các bạn ấn chuyển sang cái chế độ mà đây là chế độ xanh nhé, xanh là tức là mở thì các bạn kéo mở bình thường này, nhưng mà kéo mở bình thường nhé. Đấy, kéo mở cửa bình thường, nhưng mà chuyển sang chế độ gạt đỏ này. Đấy, gạt đỏ thì tức là khóa. Đấy. Các bạn không mở được cửa nữa, nó cứng luôn. Đấy là cái chế độ khóa cho em trên khóa này. Và hai bên này nó sẽ là hai cái nóc vít để các bạn bắt ra cái mặt trước của khóa. Khu vực này cũng sẽ là bắt cái mặt trước của khóa với cái những cái lỗ đây. Đấy. Khóa này cái thiết kế rất là chắc chắn. Thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất tại Hàn Quốc mà. Và cuối cùng đây là cái bộ hộp phụ kiện. Đấy, bộ hộp phụ kiện này bây giờ mình mở cho các bạn xem. Ở cái bộ hộp phụ kiện này sẽ bao gồm là cái bộ chốt của khóa này. Đấy. Chốt khóa đi ống vít. Tiếp theo đó là hai thẻ từ thương hiệu Solity. Đấy, thương hiệu Solity. Còn đây là bộ vít đi kèm. Bộ vít để bắt. Đây là hai cái miếng tem để các bạn dán thương hiệu vào đấy, dán thương hiệu vào khóa. Tem này để dán thôi. Và cuối cùng là khóa trang bị sẵn là 8 viên pin. 8 viên pin alkaline tiêu chuẩn. Hàng chính hãng, rất là chất lượng. Pin alkaline thì các bạn để ý nhé, các bạn khi mà muốn biết pin alkaline ấy, thì là các bạn nhìn trên cái khóa ở trên viên pin này, nó có ghi chữ alkaline battery này. Đấy là pin alkaline. Thì pin alkaline là cái loại pin có tuổi thọ cao, không bị chảy nước. Đấy, chuyên dùng cho khóa điện tử rất là tốt. Phần pin alkaline là bên mình đã có một cái bài viết hướng dẫn cụ thể cách chọn pin như thế nào để cho các bạn hiểu rõ hơn. Đấy. Đấy là trên đây là tất cả những cái gì nó thuộc về cái bộ khóa cửa thông minh Solity này thì mình cũng đã bỏ hết ra và giới thiệu đến cho các bạn. Đấy, bao gồm là bộ thân trước, thân sau của khóa, bộ phụ kiện đi kèm, thẻ từ, thân khóa. Chìa khóa cơ. Đấy, đây là với cả sách hướng dẫn.
toàn bộ những cái bộ sản phẩm của khóa thông minh thì mình muốn giới thiệu đến cho các bạn như vậy. Mình xin nói lại là cái khóa cửa thông minh này được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc với thương hiệu Solity, nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc hiện nay, với 4 chức năng mở khóa là 5 chức năng mở khóa chứ, là vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khóa cơ và Bluetooth. Đấy. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như giá tốt nhất của cái khóa cửa này thì xin mời các bạn truy cập website phocongnghe.com.vn hoặc liên hệ đến hotline 0988 803 283. Đấy. Qua cuộc gọi hoặc là Zalo. Ngoài ra thì cái video này mình cũng có đăng lên kênh Phố Công Nghệ ở trên YouTube, thì xin mời các bạn truy cập vào YouTube, tìm đến kênh Phố Công Nghệ để xem video của cái khóa này. Ngoài ra thì các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để được xem những video mới nhất về cái thương hiệu khóa Solity cũng như là các thương hiệu khóa cửa thông minh nổi tiếng khác ở Việt Nam. Đấy. Video này mình xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn.